Đâu kem nào? Nó đâu? Ở đâu ra có kem? Nó rủ chị ba nó kem trong tủ lạnh á, kem trong tủ lạnh đó Trinh. Đó. Ai mua kem vậy? Ai mua kem bỏ đó. Hả? Chị ba mua kem á. Chị ba mua, chị ba giấu trong đó đó hả? Rồi sao con thấy? Kìa, ông ơi tự mở tủ. Trời ơi, rủ lại ăn nữa kìa Trinh. Ăn của chị ba. Kem này kem gì biết không? Kem đem mất quá Trinh. Ủa biết luôn. Của em nè. Biết kem. Kem bắp nè của em nha Trinh. Ờ, biết đi. Kem này là kem bắp luôn. Kìa kìa. Rồi kem kia dưới kia là kem gì? Kem bắp. Hả? Kem gì? Kem này kem dâu. Sai rồi. Kem này kem bánh á. Ừ. Kem bắp bầu. Ồ, cái kem bắp ngon vậy. Có y như trái bắp luôn. Ngon vậy đó hả? Kem bắp nhiêu vậy? Ngon không? Ừ. Ok lắm mà. Vậy hả, ngon không? Cho mẹ ăn thử thôi. Qua đây. Ngửi đi. Hỏi không? Hả? Ừ, áo ngoài bắp. Ừ, ngon. Máu ở ngoài bắp mà ở trong kem. Anh thơm mùi dẻo dẻo ngon lắm ta. Cho mẹ cắn cái nữa coi. Rồi, kem nó như dẻo dẻo vậy mà. Kem nó như kẹo dẻo vậy hả? Ngon hả? Kem nữa, kẹo dẻo vậy mà. Vậy hả? Kem móc như kẹo dẻo vậy mà. Đồ kem bắp nó như kẹo dẻo vậy đó hả? Kem móc nó như kẹo dẻo vậy mà. Vậy hả, ngon không? Ừ. Kem móc nó như kẹo dẻo vậy đó. À, quên nữa, con mận bà cô chú chưa? Thôi đi rồi, chú ăn kem bắp nữa. Ừ. Con mận bà cô chú ăn kem bắp với con. Đi học về hết một bịch bánh, một cây kem rồi đó cả nhà. Đâu bánh đâu, theo ăn bà cô chú nữa coi. Bánh đâu? Bánh đâu rồi. Ừ. Nó một bịch bánh nè cả nhà, đi 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 học về là một bịch bánh này ha, rồi một mấy cây kem của chị ba mua rồi kìa. Ừ, mua cây, có cây kem ba mẹ con chia luôn à. Coi kìa. Vừa cay vậy. Của chị ba mua. Ừ. Ngon không? Ngon sao? Ngon sao? Ngon sao? Ổng biết luôn đi, ăn hết luôn đi. Ăn quá trời bánh không biết cái nào ăn cái nào hết trơn. Rồi chạy tùm lum chân Trinh à, đi lấy chén cho em đựng vô đi con, dính tay tùm lum. Đi lấy chén cho em bỏ vô. Chuột đi lấy chén được không? Được đâu, chuột đi lấy chén đây. Nó chén tới không? Đi rồi, đi mở vô kia. Rồi lấy chén không tới rồi đó hả? Chén đó. Chén gì đó không có. Thôi lấy dĩa kìa, lấy cái dĩa kìa. Nè cái dĩa dưới này nè, lấy cái dĩa coi. Cái dĩa á? Không biết cái dĩa hả? Chuột không biết cái dĩa là cái gì luôn không bà cô chú ơi. Nè cái này là cái dĩa nè. Đó. Trời ơi. Rồi. Rồi đi lại đựng kem. Đó, ngồi ăn. Trời mất, mất ai vậy? Hả? Mất chị ba hả? Mất chị ba là kêu chị ba ăn hả? Hả? Rồi đút cho kem cho chị ba ăn nữa kìa. Cảm ơn nha. Mới rước hai chị em đi học về đó. Về ăn lủng nhảnh gì đó. Ngon không? Con bé bạn rồi ăn. Kem nó như kẹo dẻo vậy đó. Nó khoe đó, kem như kẹo dẻo vậy. Sao để cho chín lỗ mũi em? Trời ơi, nó còn để lên chín lỗ mũi nữa, lấy khăn. Trời, ăn xong đi rồi đi tắm nước sôi rồi, đừng nấu ấm nước cho chuột tắm. Trời trời ơi, lạnh rồi kìa.